Đảm bảo an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu, đoàn liên ngành kiểm tra an toàn thực phẩm tỉnh tiếp tục có buổi kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm tại một số cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm trên địa bàn huyện Đất Đỏ và thành phố Bà Rịa. Đoàn liên ngành tỉnh đã kiểm tra hai cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm gồm hộ kinh doanh Nam Phong ở thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ và hộ kinh doanh bánh Gia Hân ở phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa. Qua kiểm tra, đoàn đánh giá cao hai cơ sở này đã chấp hành đúng quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm. Đồng thời, yêu cầu hai cơ sở tiếp tục tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và duy trì vệ sinh khu vực sản xuất kinh doanh thực phẩm.